gì đó thì cái giờ biểu hiện cận tử nghiệp chắc chắn rằng không thể nào tốt được. Nếu trong cuộc đời các vị có đã từng làm thiện thì cái giờ cận tử nghiệp có thể chết bất đắc kỳ tử hay một lý do gì đó thì các vị cũng dẫn những hiện tướng lành. Đây là cái điều trên căn bản. Vì vậy cho nên là cái biểu hiện trước giờ phút chết các vị sẽ thấy rất rõ. Có những người rất bình thản, có phải không? Thậm chí có những người cười trước khi chết. Có ai cười trước khi chết các vị thấy không? Xin thưa các vị, điều đó là bình thường. Có người rất đau khổ trước khi chết. Có người rất khủng hoảng và sợ hãi trước khi chết. Có người la lối một cách mê loạn trước khi chết. Có người biểu hiện những tiếng kêu khủng hoảng trước khi chết. Có những người la lên những cái tình huống mà không bao giờ mắt thường chúng ta thấy được, và chúng ta cảm thấy rằng người này đang đối diện trước một cái gì ghê gớm lắm trước khi chết. Tất cả những cái đó được gọi là biểu hiện trước khi chết. Biểu hiện trường hợp nào thì các vị tùy. Xin thưa các vị, trở lại cái câu chuyện hồi nãy tôi kể. Hai người mà đã chết bằng cái cách mà chết nước á, thật sự tôi cảm thấy rất là đồng cảm và xót xa. Tôi biết rằng những cái chết mà mình tỉnh táo như thế đó, mà mình đối diện trước cái là một vài giây nữa đây mình sẽ không còn có mặt trên cuộc đời, thì cái chết này nó mang tính cách là chưa được chuẩn bị gì hết. Hoàn toàn mọi việc chưa được chuẩn bị và con người của mình chưa sẵn sàng để chấp nhận điều này. Tức là trong cuộc đời chưa bao giờ mình nghĩ điều này có thể xảy ra và chưa có thể chấp nhận nó một cách như là sẵn sàng đón nhận khi điều đó sẽ xảy ra. Vì vậy đây là một cái rất là áp đảo mà phải chấp nhận, không có cách nào khác. Vì vậy tôi xem đó là một cận tử nghiệp, coi như là tương đối xót xa và cảm thấy là phải suy nghĩ điều này. Vì vậy cho nên một số bài giảng trong một số trường hợp tôi hay dặn các vị là hãy quán chiếu tất cả mọi điều mà bế tắc nhất trong cuộc đời trước khi điều đó xảy ra với chúng ta. Chúng ta cứ tư duy đi. Một ngày nào đó tôi lâm trọng bệnh tôi sẽ nghĩ sao? Ví dụ là một ngày nào đó chính tôi bệnh ung thư, tôi phải làm gì? Các vị đừng nghĩ cho vậy là xui, là cái gì. Không bao giờ có chuyện xui đó các vị. Nghiệp nó tới rồi là các vị có nói hay không nó vẫn như vậy. Mà nó chưa tới các vị có cầu khẩn nó trước bằng ông Thiên đi chăng nữa, tối ngày sáng đêm nó cũng vậy thôi. Chứ đừng có nói là nói ra như vậy nó xui hay là gì. Không bao giờ có chuyện đó trên cuộc đời. Tất cả chúng ta đều tùy thuận vào nghiệp, duyên, phước, báo và tội lỗi. Nếu nó đã tới, các vị câm như hến. Nó tới không? Tới. Nhưng mà nó không tới, ai lập bàn ông Thiên kế bên đó nó chù tối ngày sáng đêm. Tới không? Không. Phải hiểu điều này. Cho nên đừng bao giờ chúng ta có một cái tư duy khập khiễng như vậy. Cho nên vì vậy tôi kêu các vị hãy tư duy rằng nếu một ngày nào đó khi tôi khám bệnh tôi bị bệnh ung thư thì tôi sẽ làm gì? Một ngày nào đó nếu chồng hoặc vợ tôi ngoại tình tôi sẽ làm gì? Một ngày nào đó nếu cuộc đời tôi phải chết thì tôi sẽ làm gì? Xin thưa các vị, một ngày nào đó nếu công ăn việc làm tôi nó do một lý do gì thất bại và không còn sự nghiệp trên cuộc đời, tôi sẽ làm gì? Các vị cứ trả lời vô số những cái điều mà bất đắc dĩ xảy ra trong cuộc đời cho các vị đi. Cứ trả lời một cách khôn ngoan và một giải pháp tốt đẹp nhất, các vị sẽ lấy được một phần nửa hạnh phúc và bình an giữa cuộc đời này. Và nếu điều đó có xảy ra, các vị rất thông minh và lanh lợi để suy nghĩ là phải làm gì cái này. Còn nếu các vị sợ xui, sợ gì, sợ chù mình gì đó, các vị không bao giờ dám nghĩ đến. Các vị sẽ thấy rằng mình rất thiệt thòi trong việc này. Đó là các vị cứ suy nghĩ lấy. Cho nên những điều đó là cái gì? Biểu hiện của tận tử nghiệp nó quan trọng lắm. Và quá trình mà để người ta kinh nghiệm rằng, để xác định được rằng chính biểu hiện đó rồi sau khi người này tắt thở đó thì thần thức sẽ đi về đâu, thì trong Duy Thức Học Ngài Huyền Trang có kinh nghiệm lên một số cái câu kệ như thế này là: đảnh thánh nhãn sanh thiên, nhân tâm ngạ quỷ phúc, bàn sanh tất cái ly, địa ngục khước tâm xuất. Đây là kinh nghiệm của các bậc thầy Duy Thức Học, và xem Ngài Huyền Trang như là một bậc tổ của Duy Thức Tông. Xin thưa các vị, tôi được dịch cái bài này như thế này: để Duy Thức Học cho rằng, để xác định được rằng người này sau khi qua đời thần thức người này sẽ tái sanh về đâu, thì người ta sẽ kinh nghiệm từ chỗ nào? Tức là đảnh thánh nhãn sanh thiên. Tức là nếu lần cuối cùng toàn thân người này mà lạnh hết, mà nó ấm trên đỉnh đầu, thì người này là đảnh thánh. Có nghĩa là người này được tái sanh ở
đã thành thánh hoặc là giảng sanh cực lạc. Nhãn sanh thiên cũng đồng nghĩa như vậy. Nếu cuối cùng ấm là dùng mắt thì người này sẽ sanh vào cõi trời, hoặc chắc chắn người này sẽ sanh vào cõi lành. Có thể đó cũng là những hiện tướng của giảng sanh. Nhân tâm ngạ quỷ phúc, tâm là tim. Nếu người này cái ấm cuối cùng là ở lồng ngực này, nguyên lồng ngực này mà còn ấm, thì người ta nói rằng người này sẽ tái sanh vào nhân tâm, là vào đâu? Cõi người. Ngạ quỷ phúc, phúc là gì? Phúc là đừng nói phúc báo mà không có. Chữ Hán á, chữ phúc mà bộ nhục ở đằng trước á, thì cái chữ phúc này có nghĩa là cái bụng. Có nghĩa là nhân tâm ngạ quỷ phúc, tức là nếu sanh vào loài người thì nó ấm dùng ngực này, nhưng mà đọa vào ngạ quỷ ấm dùng bụng, ngạ quỷ phúc. Bàn sanh tất cái ly, tức là nếu rơi vào trong bàn sanh là những loài súc sinh á, chó trâu mèo gà heo dê đó, thì nó sẽ ấm mở dụng đầu gối. Địa ngục khước tâm xuất là gì? Nếu người này đọa vào địa ngục là cuối cùng ấm ở, đúng rồi đó, ấm ở lòng bàn chân. Như vậy là đây là một cái kinh nghiệm của các bậc tổ đã cho chúng ta được điều đó. Nhưng mà đối với những người chết bất đắc kỳ tử, hay là hoặc những cái điều mà đặc biệt, thì chúng ta không kiểm tra được điều này. Nhưng trên căn bản chúng ta có thể kiểm tra được điều này qua những gì mà tôi vừa nói. Xin thưa các vị, cho nên cái việc mà để gọi là hộ niệm cho một người sắp lâm chung á, ở đây các vị có ban hộ niệm không? Có ai ban hộ niệm có trong này không? Có, các vị đưa tay coi. Còn mấy người nữa? Có người một, hai người á, ba người. Xin thưa các vị, nếu ban hộ niệm thành lập nhiều chừng nào tốt chừng đấy. Sự thật mà nói, hộ niệm đóng vai trò vô cùng quan trọng cho những người sắp lâm chung. Các vị đừng thấy rằng người sắp chết đó rồi là niệm Phật rồi tụng kinh đó, các vị cho đó là nghi lễ, các vị cảm thấy thường lắm. Các vị đừng nghĩ như vậy. Những người mà hấp hối đó, sắp lâm chung á, cái khát vọng cao nhất của người ta, các vị đố các vị biết là gì gì? Là cái gì? Người ta biết người ta phải chết, nhưng cái khát vọng nhất của người ta là làm sao người ta làm được một cái gì đó là điều lành, điều tốt trước khi người ta nhắm mắt. Cái khát vọng này cao lắm, bởi vì người ta biết rằng cái ý niệm xấu hay là những hành động xấu, hay hoặc người ta phân vân rằng phước báo trong cuộc đời tôi có đủ để tôi tái sanh vào cõi lành hay không. Vì vậy cho nên lúc đó bất cứ một ai giúp cho người ta tu tập hay làm phước này kia kia nọ đó quan trọng vô cùng. Mà đôi khi những người thân của chúng ta không hiểu được chỗ này. Bao giờ tính chính chúng ta là người đang nằm hấp hối trên giường thì chúng ta mới biết rằng tại sao quá khứ chúng ta không làm điều này với người thân chúng ta, với ông bà cha mẹ chúng ta, với những người mà chúng ta từng biết. Và lúc đó chỉ là những giây phút muộn màng mà thôi. Vì vậy cho nên cái người mà hộ niệm đó, nó quan trọng lắm. Cho nên tôi nói thiệt với các vị, cái tục lệ mà sau khi người tắt thở mà cắt nút áo thay đồ tắm rửa đó, một tục lệ này nên bỏ đi, nên bỏ một cách tuyệt đối đi. Từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ sau hãy thực hiện điều này, không trễ nải gì cả. Đừng quá vội vàng mà chúng ta làm những điều đó. Bởi vì hồi nãy tôi nói với các vị rằng, các vị bác sĩ đã từng kết luận rằng chết lâm sàng có nghĩa là tim ngừng đập và não ngừng hoạt động, chưa thể gọi là người này chết. Người này vẫn còn biết và cảm xúc và tất cả mọi điều. Đây là cái việc thực nghiệm của khoa học, không có cách tách mờ ám gì cả. Vì vậy những giây phút đó mà các vị ngồi một bên, các vị niệm Phật, tụng kinh, thậm chí các vị gửi đến những lời cầu chúc là hãy quán chiếu cuộc đời vô thường, hãy từ bỏ xác thân giả tạm, hãy ý thức cho một con đường tái sinh để niệm Phật, để đi con đường tái sinh. Thậm chí các vị nói những lời đó bên tai sẽ là một cái lời vô cùng hữu hiệu cho những người đó trước giờ phút lâm chung. Các vị nên nhớ kỹ là như vậy. Cho nên cái người hộ niệm quan trọng chỗ này. Lúc đó quan trọng nhất là con cái đừng có lệnh má ơi má à, cha ơi cha hà, hay là kêu cái gì đó ha, rồi nhắc rồi vàng bạc để đâu chỉ con câu gì ha. Xin thưa các vị, có thể điều đó tôi nói đùa thôi, nhưng mà tôi muốn nói rằng đừng bao giờ nhắc đến bất cứ những điều gì cho người đó phải lưu luyến cả. Bởi vì lưu luyến mà không thực hiện được, nó sẽ trở nên sự nuối tiếc uất hận dữ lắm các vị. Điều đó các vị nên như thế này: chỉ một bề niệm Phật và nhắc thức người đó,
hãy cho mình một con đường tái sinh hoàn toàn tốt đẹp trong chánh niệm. Tôi không thừa nhận rằng những người mà hộ niệm niệm Phật đó, người đó được giảng sanh. Tôi chưa khẳng định điều này, bởi vì nhân tố giảng sanh không phải do quan trọng là người hộ niệm, quan trọng nhất là người này có tu hay không. Đây là cái chánh nhân, chứ đừng nói là người đó trong đời làm đủ thứ ác. Bây giờ ban hộ niệm tôi lợi nè, để dành tôi hộ niệm 8 tiếng giảng sanh cho coi. Tôi nói thiệt, cái chuyện đó không bao giờ có thật trên cuộc đời, dám chắc chắn luôn. Nhưng một người đã từng tu học, đã từng tạo những thiện nghiệp, đã từng có ít nhiều về biết Phật Pháp, thì cái hộ niệm này một phần rất quan trọng có thể giúp người đó giảng sanh, tức là trợ duyên cho tiến trình giảng sanh của người đó được tốt hơn. Hoặc ít nhất không giảng sanh thì người này vẫn mang cái nhân lành tốt để khống chế tất cả cái ý niệm bất thiện, tức là những cận tử nghiệp bất thiện trước giờ phút tái sanh, để đi vào một con đường lành. Cho nên xin thưa các vị, cái sự hộ niệm này vô cùng quan trọng, mà tất cả những người mà ban hộ niệm mà niệm Phật á, nên để ý là khi mà hộ niệm một người sắp lâm chung thì tuyệt đối là đừng nói bất cứ những điều gì sợ hãi về cái chết. Đừng cho người thân phải khóc lóc và than gian khi suốt quá trình mình hộ niệm ở bên đó. Và chỉ một bề mình thành tâm niệm Phật, và đừng đọc quá nhiều kinh điển, không có hay cả. Càng đọc nhiều tư duy càng mệt, lúc đó chỉ cần A-di-đà Phật đã đủ rồi. Không cần bất cứ cái điều gì cho thần thức lúc đó hay là tâm thức lúc đó phải tư duy, cái câu các pháp vô thường, phải ngồi phải hiểu vô thường là sao làm sao. Không ai có khả năng để tư duy như vậy đâu. Đừng nên nói nhiều, mà chỉ nói những câu rất cô động đại khái rồi niệm Phật, để giúp cho người đó nhiếp tâm vào câu niệm Phật. Sự hộ niệm nó có điều quan trọng là cảm thấy những người sắp lâm chung họ hàng ấm cúng rằng xung quanh mình còn có bao người, bởi vì người đó lúc đó rất sợ vắng vẻ và cô đơn. Cái này là điều quan trọng. Cảm thấy ấm cúng là xung quanh mình có nhiều người thân đang hộ niệm cho mình, làm cho người đó cảm thấy tăng lên cái sự phấn khích và yên tâm hơn, trong khi là chuẩn bị chết mà bốn bề vắng vẻ và cảm thấy rằng xung quanh dường như không có ai. Các vị nên nhớ là điều này quan trọng. Và điều này chúng ta được thể hiện những giây phút cuối cùng này, những người thân chúng ta được bày tỏ để thể hiện sự hiếu thảo và sự quan tâm của người ta, của bản thân chúng ta đến với những người sắp qua đời. Đây là việc đạo đức và cần nên làm. Nhưng có một số người không hiểu điều này. Khi chăm sóc người bệnh, các vị không hiểu và các vị cảm thấy rằng những người sắp lâm chung như vậy, những người con không học Phật, không biết gì hết, bài tiệc ra ăn nhậu để canh thâu đêm suốt sáng. Cái này nguy hiểm vô cùng. Một tội lỗi mà vô tình, có thể không cố ý vì không biết gì hết mà cứ tội lỗi như vậy. Đây là một cái điều mà chúng ta cảm thấy để ý. Tại vì chúng ta không biết cho nên muốn canh cái người này đang hấp hối bên đây, cho nên bày ra đủ thứ nhậu nhè và gõ lóc cốc len can, cụng ly cụng chén, đủ thứ và nói đủ thứ bậy bạ trên cuộc đời. Những người này thiếu hiểu biết và thiếu ý thức quá. Nếu mình canh một cái người như vậy thì vô cùng nguy hiểm, và chúng ta đang chọc tức và chúng ta đang làm đau khổ một người đang nằm để chờ chết đó mà chúng ta không hay. Người này có thể kêu gào được, trời ơi tại sao tụi mày vui vẻ khi tao đang nằm như vậy, mà các vị biết rằng không nói nên lời. Cho nên vừa rồi có cô này, cổ kể tôi nghe câu chuyện là cổ có một người bạn